Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn NLD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Đây là tờ game Đấu La Beng Beng và hôm nay mình sẽ làm một cái clip hướng dẫn tân thủ cho những em nào mới chơi game nhé. Đảm bảo là anh em xem xong trở thành siêu cấp VIP Pro luôn, cực kỳ là dễ hiểu anh em nhé. Thì nếu như anh em mà muốn mình làm thêm về cái tựa game này thì nhớ để lại comment ở bên dưới cho mình biết với nhá. Còn tạm thời thì mình làm cái clip hướng dẫn tân thủ cái đã. Ok, thì anh em có thể nhìn thấy màn hình của chúng ta chia làm hai nửa. Có một ông đang nướng xúc xích ở đây. Khi mình ấn bắt đầu phát là sẽ tự nướng xúc xích luôn anh em ơi. Đấy. Ok, chúng ta hoàn toàn là có thể ấn auto nha. Tất nhiên là phải lên một cấp nhất định thì chúng ta mới có thể ấn auto ở đây được. Nướng xúc xích thì chúng ta sẽ rớt ra những cái trang bị. À, anh em nhìn thấy này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 100. Thì những cái trang bị này, level càng cao, phẩm chất càng cao, nó sẽ càng tăng được nhiều lực chiến. Và anh em có thể ở trong cái phần tự động đây thì phẩm chất của trang bị từ trăm năm, ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm cho đến trăm vạn năm cấp sao 1 trở lên. Rồi, dịch hơi bị lú anh em ơi. Nhưng mà anh em có thể hiểu được rằng là phẩm chất của nó càng cao thì lực chiến của nó càng mạnh, phần trăm của nó cộng vào càng nhiều. Đó. Thì ở đây nhá, thì chúng ta để ý đến cái phần auto. Thì anh em có thể nhìn thấy có rất là nhiều dòng. Dòng thì chúng ta có thể là choáng, bạo kích, liên kích, né, phản kích và hút máu. Ok chưa? Thì hiện tại theo như meta này anh em chơi ấy thì nên chơi liên kích cũng như là choáng. Rồi, ấn bắt đầu phát thì nó sẽ dừng khi nào mà nó rớt ra những cái trang bị mà nó có cái dòng choáng. Ví dụ như đây là một cái trang bị nha. Bên cạnh cái thuộc tính của nó là cộng chỉ số công thủ HP tốc độ thì nó sẽ thêm một cái dòng nữa, đó chính là làm choáng bao nhiêu phần trăm đó. Ok. Thì nếu như anh em muốn xem chi tiết xem là những cái trang bị này của mình đã cộng vào được bao nhiêu phần trăm rồi thì chúng ta hãy nhìn ở đây. Làm choáng 36%, bạo kích 11%, liên kích 20%, né 24%, phản kích 29%. Đó. Thì anh em chú ý là cứ dòng nào mà ra choáng với cả liên kích. Đấy, nếu như anh em chơi choáng với liên kích nha. Hoặc là anh em cũng có thể chơi một số những cái dòng khác ở trong này, nó cũng đều mạnh cả, ví dụ như né này, ví dụ như là phản kích này cũng rất chi là ok. Nhưng thực ra thì ở meta này chúng ta nên chơi liên kích cũng như là làm choáng thì nó sẽ phù hợp khi mà đi PK cũng như là tham gia một số hoạt động khác. Đấy là về trang bị nha anh em. Rồi, lên level nhất định thì chúng ta sẽ có thể ấn được cái tự động này. Tất nhiên là ở mấy level đầu là anh em phải ấn tay thủ công mệt nghỉ đấy, dã rời đôi tay. Đây anh em có thể nhìn thấy ngón tay phải của mình là to hơn ngón tay trái anh em nhá. Đó, ok chưa? Rồi, bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có hồn sư. Hồn sư thì sẽ ra trận cùng với mình. Và tối đa chúng ta có thể ra trận được 3 hồn sư nha. Hơi bị căng thẳng đấy. Giai đoạn đầu thì chúng ta có thể ra trận được 1 em. Tiếp theo lên level nhất định thì chúng ta sẽ ra trận thêm được 1 em nữa. Và hồn sư như thế nào thì cho anh em xem luôn. Hồn sư đây chứ đâu. Khiêu chiến nào. Là là. Ây ai 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 cái gì đấy. Hơi lag nha. Nhưng mà không sao. Quá sao lag ấy nhỉ? Mình có thể để tốc độ x2 nha. Anh em có thể nhìn thấy này, hai hồn sư của mình đây, còn nhân vật chính của mình là cầm cây xúc xích đây nha anh em. Quá sắp kỳ cục ấy. Game này hơi lag nha. Không ổn rồi, hơi lag. Thì đó. Hồn sư nào mạnh nhất? Thì đầu tiên á, có một quả hồn sư này, Mã Hồng Tuấn. Hồn sư này thì nạp đầu là chúng ta sẽ có. Đây là một hồn sư thì nó cực kỳ là khỏe luôn, cứ 5 hiệp thì sẽ gây ra sát thương bằng 400% công của nhân vật chính. Đây là ở level 20. Còn nếu như anh em lên được level 40 thì nó sẽ tăng lên là 450%. Và lên level 60 là tăng lên 500%. Và level 80 thì nó sẽ tăng lên là 550% anh em nhé. Thì đây là cái hồn sư gọi là phẩm chất tím ấy. Thì nó cũng khá là ok và được ưa chuộng. Bởi vì mỗi một hiệp thì nó đều được đánh cả. Và nếu như mà nó đánh thế này em mỗi một hiệp ạ, thì nó sẽ kết hợp cùng với cả một số những cái tính năng khác nữa thì rất là mạnh. Thì ở thời điểm hiện tại anh em có thể chơi chơi em này, Mã Hồng Tuấn. Cái thứ hai nữa là em Tà Nguyệt. Ok. Còn anh em cứ build hai con này đi đã. Đến một con này thì tính tiếp. Rồi, anh em có thể chiêu mộ hồn sư ở đây. Vào giao diện chiêu mộ thì chúng ta sẽ có thể nhìn thấy là những cái hồn sư nằm ở đây nha. Nhưng mình khuyến khích anh em mà nên chơi em Tà Nguyệt này trước. Cứ có em Tà Nguyệt là lấy. Trong trường hợp mà anh em hên chiêu mộ được ra Mã Hồng Tuấn này thì chúng ta cũng sẽ tích lũy điểm để có thể là mua. Đây nha, chúng ta phải có cái điểm này thì mới mua được anh em ơi.
Ok, thì anh em chỉ nên build vào những cái con mà phẩm chất tím với cả cùng lắm là phẩm chất đỏ đỏ là mã Hồng Tuấn này thôi. Còn lại phẩm đỏ nếu như anh em nào mà ít nạp thì chúng ta không nên build nha. Cái phẩm chất mà nó cần tận 1000 cái điểm hồn sư ạ thì chúng ta không nên build. Nó rất là khó luôn, nạp cực kỳ nhiều thì chúng ta mới build nổi. Ok, rồi còn để nâng sao được cho cái em hồn sư này của mình thì anh em ấn vào trong cái phần nâng sao. Ôi dồi ôi, lạc thế. Trong trường hợp là anh em sẽ có một con hồn sư nữa nó giống y hệt như con này thì ấn vào dấu cộng đây, nó sẽ hiện ra cái giao diện là một em hồn sư nữa đây, và anh em ấn vào thì chúng ta có thể nâng được sao lên. Ok la, cực kỳ là đơn giản nha. Tiếp theo nữa, nó có một cái tính năng, đó chính là con này anh em ạ, hồn. Có đúng một chữ hồn thôi. Ở đây thì có rất là nhiều hồn, hiện tại là có 46 hồn. Thì mỗi một hồn ở đây nó đều có một cái dòng riêng. Ví dụ như là con này, chân cơ bắp mỗi lần né thì hồi cho bản thân 15% HP đã mất. Thì nó sẽ liên quan đến cái trang bị mà anh em sử dụng. Ví dụ như lúc nay mình có bảo anh em là nên chơi và liên kích với bạo kích ạ, thì những cái dòng phần trăm ở đây chắc chắn là nó sẽ... À nhầm, liên kích với cả choáng nha. Thì những cái dòng phần trăm ở đây chắc chắn là mình sẽ lấy những trang bị liên quan đến choáng và liên kích. Thì ở trong cái phần hồn này, anh em cũng sẽ cần phải lựa chọn những cái con mà nó có cái dòng liên quan đến choáng cũng như là liên kích em nhá. Ví dụ như mình đang trang bị 3 em. Đây, em này nha. Lần đầu tiên là nhận 7% tốc độ. Nó rất quan trọng đối với môn phái liên kích và choáng. Tại vì vào trận phát là được đánh đầu tiên luôn. Thế là gây choáng mà sau đó cứ đánh liên tục. Phát là cái địch hẹo lâu hơn. Tiếp theo là lượt 1 nhận 7,5% liên kích. Đấy, anh em thấy chưa? Tất nhiên là đây cái con hồn này thì nó là cùi bắp thôi. Cho nên là những cái chỉ số của nó cộng vào nó chưa được nhiều. Sau này thì chúng ta có điều kiện xả hết những cái hồn khế ước ở trong này thì sẽ ra được những cái con hồn mà nó phẩm chất cao hơn. Ví dụ như con này, khi bắt đầu lượt 1 gây sát thương bằng 130% công lên địch, có thể kích hoạt làm choáng, rất chi là ngon luôn anh em nha. Tiếp theo là hồn đạo khí. Cái hồn đạo khí này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có cái thuộc tính kháng. Ví dụ như kẻ địch mà chơi choáng rất là kinh khủng thì mình sẽ dùng những cái hồn khí liên quan đến choáng, kháng choáng. Đây này anh em này, ví dụ như mình đang dùng kháng làm choáng 33,6% thì sẽ giảm cái thuộc tính choáng của kẻ địch đi, và thế là nó đánh mình đỡ bị choáng hơn. Ok, anh em có thể nhìn thấy là mới vào game chúng ta sẽ có những cái nhiệm vụ như thế này. Chúng ta chỉ việc ấn vào thôi là nó sẽ hướng dẫn chúng ta phải làm những cái gì. Ví dụ như bây giờ là phải vượt thanh sát lục, vượt ải 9.5 này anh em này. Đấy, thì ở trong phần khiêu chiến này, thanh sát lục đây, thì chúng ta phải đi nha. Còn một phần nữa cũng cực kỳ là quan trọng, đó chính là lĩnh vực thiên phú, gọi tắt là thiên phú, cũng như là tuyệt học anh em nhé. Thì phải đạt level 96 hồn tông kỳ đầu và server mở ngày 6 thì nó mới ra cái phần tuyệt học này. Thì mình sẽ review cho anh em khi mà nó đến ngày thứ 6. Cái tuyệt học này thì nó sẽ giúp cho anh em nâng lên một tầm cao mới đấy. Còn cái lĩnh vực này thì cũng tương tự như thế thôi. Ở đây nó sẽ có 4 cái thiên phú chính này. Đấy, nó có tên ví dụ như là hải thần hay là cái gì đó, nên anh em có thể click vào đây để xem thêm nhá. Đây này, dấu chấm than này anh em có thể xem thêm này. Em thấy ok chưa? Ví dụ như hiện tại là mình đang có cái 4 cái lĩnh vực hải thần thì tỷ lệ liên kích lần 1 tăng lên 50%. Nếu full cả 4 cái đều giống nhau, khác phẩm chất cũng được, cứ giống nhau là được, thì cái chỉ số này nó cộng vào rất chi là ok. Ví dụ như 1 cái thì nó chỉ có 20% thôi, nhưng 4 cái thì nó sẽ tăng lên tận 50%. Còn lại những cái lĩnh vực ở mé ngoài này này thì nó sẽ cộng cho anh em những cái chỉ số khác, ví dụ như là làm choáng này, ví dụ như là phản kích này, vân vân và mây mây nhá. Ok, thì khi mà chúng ta đi cái thành sát lục thì chúng ta sẽ có tài nguyên để nâng cấp được cái lĩnh vực thiên phú này. Ok, đây này, chúng ta sẽ có điểm này để nâng cấp. Yeah, và bây giờ thì chúng ta phải nâng cấp tay, thủ công. Đó, cái nào mà lực chiến thấp hơn thì mình sẽ phân rã. Sau này khi chúng ta đến hồn đế kỳ đầu này là có thể auto được nha. Hoặc là anh em có thể nạp tiền vào, oh, thì nó sẽ auto được luôn bây giờ nhá. Tiếp theo là đường đấu la. Ở trong này thì nói nôm na là anh em đi vượt ải, vượt phụ bản thì chúng ta cũng sẽ có một số phần quà nhất định anh em nha. Đấy. Và bên cạnh đó thì nó cũng là một cái điều kiện để cho anh em có thể đột phá được cảnh giới lên. Đây này, ví dụ như là hồn tôn kỳ giữa này, anh em ấn vào đây thì chúng ta sẽ có những cái cảnh giới. Đây là những cái nhiệm vụ mà chúng ta cần phải làm.
Sau khi làm xong đầy đủ 3 nhiệm vụ này thì chúng ta sẽ ấn đột phá và cảnh giới của mình sẽ lên một tầm cao mới. Và khi đột phá cảnh giới, tất nhiên là cái ngoại hình của nhân vật mình nó cũng sẽ thay đổi anh em nha. Đấy, rất là ngon. Trong phần khiêu chiến này thì chúng ta có thứ nhất đây là đi đấu trường này, đánh người với người này. Rừng hồn thú này là chúng ta sẽ càn quét để lấy cái hồn thú á. Đây này, lấy cái hồn này này anh em này, cái hồn này thì để làm gì? Cái hồn này là để chúng ta đi auto nướng xúc xích các kiểu đấy. Để ra được trang bị. Tiếp theo nữa là xâm nhập võ hồn điện. Thì cái việc xâm nhập võ hồn điện này thì cũng giúp cho chúng ta có thể kiếm được đây những cái điểm để đi chiêu mộ hồn sư. Ok chưa? Và tiếp theo thành sát lục thì mình nói rồi nha. Còn ở bên học xá này thì túi này, thú dữ này thì chúng ta hoàn toàn là có thể đây mạo hiểm nha. Mạo hiểm mình sẽ có được điểm. Bây giờ chỉ đi x1 được thôi. Đấy, có một số những cái phần thưởng. Đấy. Ví dụ như đây là mật lệnh hồn dùng để chiêu mộ hồn sư. Rồi, cũng có ra được cái hồn lực này để nướng xúc xích. Đấy, cực kỳ là đơn giản luôn. Về cơ bản là như vậy. Tiếp theo nữa này, cây vàng. Cái này là một trong những tính năng cực kỳ quan trọng nha anh em. Trong này chúng ta có thể kiếm được rất là nhiều những cái hồn lực. Đặc biệt là kiếm được thêm cái này này. Để sau này chúng ta chiêu mộ thêm mấy cái con tai dài đít vọc này này. Để nó sẽ đi lấy cho mình những cái hồn lực. Càng nhiều hồn lực thì chúng ta sẽ càng nhanh lên cấp. Càng nhanh lên cấp thì chúng ta càng có nhiều tính năng. Và trang bị của chúng ta càng mạnh mẽ hơn. Tìm kiếm xem bạn bè của mình có ai. Đây này, ví dụ như bạn này có hồn lực level 4 thì chẳng tội gì mình không thu thập cả. Cố gắng thu thập càng nhiều cái con tai dài đít vọc này anh em nhé. Ok. Bên cạnh đấy thì mấy con thú dữ này nó sẽ có những cái chỉ số nhất định cộng thêm cho anh em. Ví dụ con này nó sẽ tăng bạo kích cho anh em này. Hoặc tương tự như con này thì khi càn quét rừng hồn thú thì tăng 25 hồn lực rơi ra. Đấy. Môn phái. Môn phái chính là giống như kiểu là bang hội ấy. Ở trong này sẽ có một số những hoạt động nữa. Về cơ bản thì là như vậy nha. Nó cũng không có gì nhiều cả, rất là dễ luôn. Hy vọng rằng cái video này thì có thể giúp cho anh em người mới hiểu rõ hơn về cái tựa game này và chơi game dễ dàng hơn. Và nếu như anh em muốn mình làm thêm nhiều video hơn nữa về cái tựa game đấu la beng beng này thì nhớ để lại comment ở bên dưới cho mình biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.